Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa bước qua những ngày Tết của tháng Giêng năm 2024 năm Giáp Thìn. Trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, làm ăn gặp được nhiều may mắn về cái vận tiền bạc trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Chúng ta biết cái tháng 2 nó là tháng Đinh Mão. Đinh Mão cũng hành thuộc hỏa. Vậy thì trong cái tháng 2 âm lịch này sẽ có những con giáp nào gặp may mắn, gặp được cái vận tiền tài tốt lành và dễ có cơ hội trúng số đổi đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão ấy, và để xét về cái vận may, về vận tiền bạc thì chúng ta có hai thứ, đúng không ạ? Một là gì? Chính tài. Hai là cái vận thiên tài. Cái chính tài là cái mà gì chúng ta khắc được, khắc dấu thì gọi là chính tài. Còn cái mà chúng ta khắc cùng dấu thì nó là thiên tài. Đó. Vậy nên là gì? Chúng ta có tháng Đinh Mão thì chúng ta xét về cái thiên can. Thiên can là nó thuộc Đinh. Đinh thì thuộc hỏa, hỏa sẽ bị thủy khắc, đúng không? Thủy thì chúng ta có hai thiên can Nhâm và Quý, đúng không ạ? Như vậy chính tài này nó sẽ là những người có thiên can là Quý. Và thiên tài nó sẽ gồm có những người có thiên can là Đinh. Đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đúng không? Quý là những người có tuổi đôi năm sinh là số 3 và Nhâm và Quý nhé, xin lỗi quý vị nhé. Quý là Nhâm này. Nhâm là vận thiên tài. Những người có thiên can Nhâm thì sẽ là những người có đôi năm sinh là số 2 và những người có thiên can Quý sẽ là đôi năm sinh là số 3. Thì đây là hai cái con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, trong lá số bát tự thì chúng ta xét về hai cái vận, đó là chính tài và thiên tài. Đó là hai cái vận may về tiền bạc và tài lộc. Cái chính tài nó là chỉ tiền tài thu được thông qua những cái công việc lao động bình thường. Cái chính tài thì nó không thường là không có sự đột biến quá lớn. Nó đòi hỏi phải có sự tích lũy lâu dài mà có được. Bên cạnh đó thì cái thiên tài ấy, cái thiên tài thì nó là gì? Nó chỉ cái tiền tài có được, nó thuộc cái nguồn vốn lưu động, cái nguồn vốn không ổn định mà nhiều người tranh cướp. Đấy. Thiên tài nó đại diện cho cái khoản tiền ngoài ý muốn, có thể không làm mà vẫn có ăn. Đấy, thì đó chính là thiên tài. Thiên ở đây để chỉ công việc không thể công khai, không thể minh bạch. Thiên tài đại diện cho giá trị của tiền bạc, cũng có lúc nhiều, cũng có lúc ít. Nói chung ấy, khi mà gặp cái thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp cái vận thiên tài này này thì nó phất lên như diều gặp gió, trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đó. Vì thế mà khi gặp được cái vận thiên tài ấy, thì những người nào mà gặp được vận thiên tài thì dễ có cơ hội trúng số đổi đời và trở nên giàu có sau một đêm. Nó vừa là gì, cũng có thể là đại diện cho cái trúng số, cũng có thể đại diện cho cái công việc làm ăn gặp được thuận lợi. Bên cạnh đó thì cũng có thể đại diện cho chúng ta nhặt được tiền, hoặc là gì, cái thiên tài nó cũng đại diện cho chúng ta được gì thừa hưởng những cái tài sản, những khối tài sản lớn, tài sản kếch xù. Đó, thì đó chính là cái thiên tài nó mang lại. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái vận thiên tài và cái chính tài để chúng ta xét xem là những con giáp nào có cơ may trúng số đổi đời, dễ gặp được cái vận quý nhân và gì được thần tài ban cho cái lộc lớn. Đó, xin mời quý vị cùng theo dõi này. Chúng ta biết những người gặp cái vận thiên tài thì bao gồm những tuổi sau này. Những người là có thiên can Nhâm, đúng không? Thiên can Nhâm thì sẽ bao gồm cái tuổi là gì? Thứ nhất là Nhâm Tý là 1972. Đó. 1972 là tuổi Nhâm Tý. Có ngũ hành thuộc Mộc. Tuổi thứ hai là tuổi Nhâm Dần là 1962. Có ngũ hành là thuộc Kim. Thứ ba là Nhâm Thìn là 1952. Có ngũ hành thuộc Thủy. Nhâm Ngọ 1942 hoặc là 2002 đấy, 2002 đi cho nó trẻ. Đó, có ngũ hành thuộc Mộc. Đó. Nhâm Thân là 1992. Có ngũ hành thuộc Kim. Và Nhâm Tuất là 1982. Có ngũ hành thuộc Thủy. Thì đây là những con giáp gặp cái vận thiên tài, dễ có cơ may trúng số đổi đời. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là trong những con giáp này thì tuổi nào là tuổi may mắn nhất, tuổi nào là tuổi dễ trúng số nhất. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng cùng phải xét về cái từ gọi là trúng số, đúng không? Cái cơ hội được trúng số đổi đời, cái cơ hội được trở nên giàu có là cái điều mà ai cũng mong muốn. Và mỗi chúng ta thì ai cũng có cái số mệnh khác nhau.
Và tùy từng cái thời gian, tùy từng cái thời điểm và tùy từng cái hành động, cũng như là cái phúc đức của chúng ta sâu dày ra sao ấy, mà cái vận may đó nó cũng sẽ đến với chúng ta như thế nào. Đó. Vì thế mà có nhiều con giáp khi mà xem đúng vào tuổi gặp vận thiên tài, nhưng mà do phúc phần chưa đủ lớn hoặc do các bạn chưa đủ cái nỗ lực nên là cũng chưa thể có cơ may trúng số được. Đấy. À, nói chung ấy, các cụ trong đạo Phật có câu là gì? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đó. Vì vậy mà gì? Quý vị cứ tích cực gieo nhân tốt, tích cực suy nghĩ tích cực lên đó. À, suy nghĩ một cách tích cực lạc quan lên để cho cuộc đời được tươi sáng. À, khi đó thì tiền bạc nó cũng sẽ dễ đến với các bạn hơn. Đấy, cái tiền bạc nó cũng thường thích đến ở những cái nơi cực kỳ vui vẻ. À, khi đó thì nó mới lưu giữ được lâu hơn, và các bạn càng vui vẻ bao nhiêu ấy, càng nỗ lực phấn đấu bao nhiêu ấy, thì cái tiền bạc nó cũng sẽ càng đến nhiều bấy nhiêu, và cái cơ hội trúng số đời đời nó cũng sẽ trở thành hiện thực đó. À, chúng ta biết ấy, cái tháng Đinh Mão, cái tháng 2 là tháng Đinh Mão. Đinh Mão cũng là thuộc hỏa, hỏa thì sinh thổ đó, vậy nên những người mệnh thổ là con giáp may mắn đầu tiên, thứ hai là những người mệnh hỏa, và thứ ba là những người mệnh thủy, đúng không ạ? Thì ngoài ra chúng ta còn những người mệnh mộc và mệnh kim. Thì mệnh mộc thì nếu được hỏa sinh cho nó cũng tốt, mệnh kim thì bị hỏa khắc, đâm ra là nó không tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem con giáp nào may mắn nhất nhá. Thì trong cái tháng 2 âm lịch, những người có thiên can nhâm là gặp cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài này. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người mệnh thổ, thì trong những người có thiên can nhâm thì không có con giáp nào thuộc mệnh thổ, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Cũng không có con giáp nào gặp được may mắn nhất, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Những mệnh hỏa thì trong tháng này cũng không có con giáp nào thuộc mệnh hỏa. Thứ ba là mệnh thủy, đúng không ạ? Mệnh thủy thì chúng ta có tuổi Nhâm Thìn và Nhâm Tuất. Vậy nên tuổi Nhâm Tuất sẽ xếp vị trí số 1 nhé. Và tuổi Nhâm Thìn sẽ xếp vị trí số 2. Đó. Những người tuổi Nhâm Tuất tại sao lại may mắn hơn những tuổi Nhâm Thìn? Tại vì tuổi Nhâm Tuất ấy thì được cục diện là Mão Tuất là nhị hợp. Đấy. Cái cục diện nhị hợp này nó mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái điều tốt lành cho những người tuổi Nhâm Tuất. Những người tuổi Tuất ấy trong cái tháng Đinh Mão này thì được cục diện Mão Tuất nhị hợp, đúng không? Vậy nên cái cơ hội làm ăn, cái cơ hội kinh doanh nó cũng sẽ lớn hơn. Và bên cạnh đó, quý vị còn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị có thể kết giao thêm được nhiều với đối tác, với khách hàng quan trọng, ý nghĩa, và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho quý vị. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là những người tuổi Nhâm Thìn, đúng không ạ? Thì chúng ta biết những người tuổi Nhâm Thìn thì gặp cục diện là Thìn Mão là lục hại. Mặc dù nó vẫn được cục diện ngũ hành nó vẫn khác được tháng, đúng không ạ? Nó vẫn là có tài tinh, nó chiếu mệnh. Nhưng mà trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thìn đôi khi sẽ gặp phải một số họa thị phi, cũng như là cái họa tiểu nhân hãm hại. Vì vậy mà công việc nó đôi khi nó gặp trắc trở đấy, nắm được cái thời vận rồi đấy, nhưng mà do có kẻ xấu hãm hại, hoặc là gì, do chúng ta lơ là bỏ qua mà làm mất đi cái cơ hội mang lại cái may mắn tiền bạc cho mình. Vì thế, để hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Tiếp theo chúng ta cùng xét, như vậy chúng ta còn những người mệnh mộc và những người mệnh kim, đúng không ạ? Mệnh mộc thì sinh cho hỏa, vậy nên những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn những người mệnh kim, còn những người mệnh kim thì sẽ bị hỏa khắc. Vì thế mà những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn. Mệnh mộc chúng ta có tuổi 2002 là Nhâm Ngọ và 1972 là Nhâm Tý, thì những người tuổi Nhâm Tý nó sẽ đứng ở vị trí số 3, còn những người tuổi Nhâm Ngọ sẽ vị trí thứ 4. Những người tuổi Tý này thì trong cái tháng Đinh Mão thì gặp cục diện là Tý Mão là tương hình. Cái cục diện hình hại vô lễ nó cũng mang lại nhiều cái trắc trở, nhiều khó khăn cho những người tuổi Tý. Mặc dù là gặp được cái vận thiên tài đấy, vẫn có tiền bạc nó đến ấy, nhưng mà quý vị khá là vất vả, khá là phải chật vật thì mới có được cái tiền bạc như ý. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ lại gặp cục diện Ngọ và Mão là tương phá. Đấy. Cái cục diện tương phá này nó cũng gây ra nhiều cái trắc trở, nhiều khó khăn trong công việc.
Quý vị đôi khi hoàn thành công việc, chuẩn bị hoàn thành rồi, kết quả đang tốt đẹp, thì bỗng nhiên bị kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối giữa chừng, hoặc là bị kẻ tiểu nhân hãm hại, khiến cho cái công việc nó gặp trắc trở. Đôi khi cái tiền bạc gần đến tay rồi nó lại vụt bay đi mất. Vì thế những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó. Như vậy cuối cùng chúng ta còn những người mệnh Kim, đó là tuổi Dần. Đấy. Tuổi 1962 là Nhâm Dần và 1992 là Nhâm Thân. Thì những người tuổi Nhâm Dần sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Những người tuổi Nhâm Thân sẽ xếp vị trí số 6. Những người tuổi Nhâm Dần may mắn hơn những người tuổi Nhâm Thân do là gì? Những người tuổi Nhâm Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là Tam Hội. Đấy, cái cục diện Tam Hội nó cũng mang lại nhiều cái cơ may về tiền bạc, về tài lộc cho những người tuổi Dần. Mặc dù gặp cục diện là xung khắc đấy, thế nhưng mà gì? Nó vẫn được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình của những người tuổi Dần trong cái tháng 2 âm lịch ấy nó cũng khá là hanh thông thuận lợi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp theo, còn những người tuổi Thân ấy, thì chúng ta có Mão, tuổi là Thân đúng không ạ? Vậy nên trong tháng này thì những người tuổi Thân cũng gặp khá nhiều cái trắc trở, lại thêm cục diện ngũ hành nó xung khắc nữa, hỏa, đấy, đinh mão khắc gì, khắc Nhâm Thân. Vậy nên là trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thân cũng khá là vất vả, khá là chật vật. Đó. Và để hóa giải cục diện này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái tháng 2 âm lịch, đúng không ạ? Dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Nhâm Tuất 1982, 2 Nhâm Thìn 1952, 3 Nhâm Tý 1972, 4 Nhâm Ngọ 2002, 5 Nhâm Dần 1962, 6 Nhâm Thân 1992. Đây là những con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đời đời. Trong đó con giáp may mắn nhất thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Nhâm Tuất. Đó là cái vận về thiên tài. Thì ngoài cái cơ hội trúng số đời đời thì một số cái con giáp cũng sẽ có những cái cơ hội được lộc trời cho giàu sang phú quý, cũng dễ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Công việc thì hanh thông thuận lợi, cũng thu về bạc tỷ trong tay trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023. Vậy thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như đã nói từ đầu, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị đó là gì? Cái vận thứ hai là vận chính tài. Cái chính tài là cái tiền bạc, cái công sức mà chúng ta bỏ công bỏ sức ra mà làm mà có, đúng không? Thì đó là cái vận gì? Cái vận chính tài. Cái vận chính tài nó đến thì nó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ dễ dàng kéo đến. Cái cơ hội làm ăn kinh doanh, cái cơ hội gặp được quý nhân cũng cao, nên là gì, dễ có cơ hội là đổi vận giàu sang đó. Và những người gặp cái vận chính tài ấy, đó là những người có thiên can là quý, quý thủy khắc đinh hỏa, nó là vận chính tài. Những người thiên can quý bao gồm những tuổi sau. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thì có ngũ hành thuộc mộc. Quý Mão 1963 ngũ hành thuộc kim. Quý Tỵ 1953 ngũ hành thuộc thủy. Quý Mùi là 1943 hay là 2003 đây, ngũ hành thuộc mộc. Quý Dậu 1993 là ngũ hành thuộc kim. Cuối cùng là Quý Hợi là 1983 có ngũ hành thuộc thủy. Thì để xét xem là con giáp nào trong những con giáp này là con giáp may mắn nhất thì chúng ta sẽ dựa vào cục diện là âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Dựa vào cái ngũ hành nạp âm của tháng để chúng ta xét. Trong tháng Đinh Mão có ngũ hành thuộc hỏa, hỏa sinh thổ, đúng không ạ? Như vậy những người mệnh thổ sẽ là may mắn nhất. Thì trong những tuổi này thì không có tuổi nào mệnh thổ.
Thứ hai là gì? Hỏa thì hòa với hỏa thì cũng không có tuổi nào là mệnh hỏa. Thứ ba là gì? Thủy khắc hỏa. Thủy khắc hỏa chúng ta khắc được là tài tinh. Vậy nên là những người có ngũ hành là thủy ấy, thì sẽ may mắn hơn. Ngũ hành thủy chúng ta có những người tuổi 1983 là quý hợi và 1953 là quý tỵ, thì những người tuổi quý hợi sẽ may mắn hơn và xếp vị trí số 1. Quý tỵ sẽ xếp vị trí số 2. Những người tuổi hợi thì trong cái tháng 2, tháng đinh mão ấy, được cục diện là hợi, mão, mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái vận may, mang lại nhiều cái cơ may, mang lại nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn. Trong thời gian này sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là những người tuổi hợi ấy cũng sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trong tháng 2 âm lịch. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi mang lại cái vận may về tiền bạc tài lộc cho những người tuổi hợi, đặc biệt là quý hợi 1983. Tiếp theo, tuổi thứ hai là tuổi quý tỵ 1953 đúng không ạ? Thì trong cái thời gian này những người tuổi quý tỵ cũng được may mắn do được gì? Khắc được lệnh tháng, nó cũng là tài tinh. Vì thế mà cũng được gì? Quý nhân tương trợ giúp đỡ, được tài tinh nó cao chiếu. Quý vị sẽ chủ động hơn trong công việc, nắm bắt được những cơ hội nó đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ dậu xỉu để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ, đặc biệt là tuổi quý tỵ 1953 nhé. Tiếp theo chúng ta còn hai tuổi đó là những người mệnh mộc và những người mệnh kim. Những người mệnh mộc thì sẽ may mắn hơn những người mệnh kim do là cục diện là gì? Mộc sinh mộc hỏa tương sinh. Còn những người mệnh kim thì bị gì? Hỏa là nó khắc kim. Vậy nên những người mệnh mộc sẽ may mắn hơn. Mệnh mộc của chúng ta sẽ có hai tuổi là quý sửu và quý mùi. Thì những người tuổi quý mùi sẽ may mắn hơn. Quý mùi sẽ đứng vị trí số 3 đúng không ạ? Và quý sửu sẽ đứng vị trí số 4. Những người tuổi quý mùi được cục diện là hợi, mão, mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp này nó cũng sẽ giúp sức, giúp cho những người tuổi mùi ấy, có được những cái chuyển biến, có được những cái bứt phá trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp may mắn có được nhiều cái cơ hội được thần tài giúp đỡ, thần may mắn gọi tên. Đấy, dễ có cơ hội là gì? Mang lại cái vận may tiền bạc cực lớn, có cơ hội là gì? Đổi đời sau một đêm. Đó là những người tuổi mùi. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân nhé. Bên cạnh đó thì những người tuổi sửu trong thời gian này thì nói chung cũng được may mắn do được cục diện là gì? Ngũ hành nó tương sinh. Vì thế mà những người tuổi sửu cũng sẽ gì là một trong những con giáp được chính tài nó trợ mệnh. Công việc thì hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì cũng dễ kiếm hơn so với những người khác. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu để trợ mệnh ngộ thân. Tiếp theo là những người mệnh kim. Mệnh kim chúng ta có 1963 là quý mão và 1993 là quý dậu. Thì những người tuổi quý mão sẽ may mắn hơn những người tuổi quý dậu, đúng không ạ? Quý mão xếp thứ 5 và quý dậu xếp thứ 6. Thưa quý vị, nói chung ấy thì những người tuổi quý mão thì gặp cái tháng đinh mão ấy thì gặp gì? Mão và mão là tự hình. Vậy nên là gì? Công việc nó cũng sẽ khá là trắc trở, lại vì cục diện ngũ hành nó xung khắc nữa, nó khác nữa, lệnh tháng nó khác. Vậy nên là cũng sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn. Đấy, công việc thì đôi khi nó gặp trắc trở, mặc dù là vẫn có tài vận nó đến, vẫn có được cái cát tinh nó chiếu mệnh. Nhưng mà cái tài vận này nó cũng rất là yếu. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão. Bên cạnh đó, những người tuổi dậu thì gặp cục diện là mão dậu tương xung trong cái tháng 2 âm lịch. Có thể nói thì tháng 2 là một cái tháng khá là vất vả, khá là chật vật, khá là bon chen với những người tuổi dậu. Quý vị phải nỗ lực chề ra chốc phải hết sức thì mới có thể là gì? Đạt được cái kết quả. Đấy. Bình thường người ta làm 1 thì ăn 2 đúng không ạ? Nhưng mà quý vị làm 10 mới ăn được 1, 2, 3 thôi. Vì vậy mà đòi quý vị phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3, thậm chí là gấp 5, gấp 10 là người khác thì mới có được cái cuộc sống bình yên may mắn. Vậy nên để hóa giải cục diện xung khắc và mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu để trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc trong cái tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và trong tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có tổng cộng là gì? 12 con giáp được may mắn. Trong đó có con giáp may mắn nhất là những người tuổi Nhâm Tuất và may mắn thứ hai là những người tuổi Nhâm Thìn. May mắn thứ ba là những người tuổi Quý Hợi và thứ tư là những người tuổi Quý Tỵ. Đó. Đó là những tuổi mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời, gặp vận may cực lớn về vận trình tiền bạc. Quý vị thân mến, nói chung là cái sự giàu có, trúng số là điều ai mà cũng mong muốn. Hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái cơ hội và quý vị sẽ biết nắm lấy cái thời cơ để gì? Đưa ra những cái hành động chính xác giúp chúng ta thu được một khoản tiền bội thu trong tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.